Chào mọi người, bây giờ mình lên trên nhà anh trai chơi mọi người. Nhà anh trai mình ở trên một ngọn đồi này. Anh nuôi rất nhiều chó nha mọi người nhé. Ui dồi, trơn thế. Cái gì đấy, cái sen à? Con sen đây. Con sen. Rồi. Hôm nay lên nhà anh Pưng chơi nha mọi người nha. Anh Pưng đang nấu gì đây? Món gì đây? Anh Pưng ơi, món gì đây? Món này lạ nhỉ? Anh không trông đi. Anh Pưng ơi, ga anh vặn như thế này xong anh đi đâu? Chơi, đi chơi à? Ê, đang canh hết rồi. Ngon rồi. Hôm nay chỉ chơi một món thôi nhá. Một món thôi. Rồi. Canh họ á. Ăn Em thấy cái nồi nó sôi lâu lắm mà. Thấy được ăn. Thế phải đợi nước nó ấy à? Bay hơi đi. Không phải. Thấy thằng này ai? Hớp cá. Ngon không? Hớp cá. Sao nó giống mòn đừng mình thích nhỉ? À bố. Chúng là mòn mình mà. Nhưng mà làm bằng nhôm à? Ô thật mà em thấy cái nồi nó lạ lắm. Hóa ra là mòn đừng à? Mòn đừng viên cái chó ấy. Ôi rồi, ăn cái nào món này thì ngon nhất quả đất này. Món này món đặc sản đấy anh nhỉ. Thấy bác làm gì có đâu. Có ở giữa thôi. Bố khó nhìn ngút luôn đấy nhỉ. Mới nhìn đã ngon rồi đấy anh Pưng ơi. Anh Pưng thế, người ta cũng như mình thôi mà, người ta cũng sống, người ta cũng ăn thôi mà. Chịu uống thế, ăn thế thôi á. Thì mình chỉ ăn thế thôi, mình nghèo anh Pưng. Được, cái này ok. Ai nói gì thì kệ họ thôi. Ở bên mới cái nè. Dạ. Ai mà theo các cụ báo cáo nó chỉ ta của má. Nên cuối cùng em đã sai rồi thì có chấp thế. Không tại. Ôi. Đó là người sai quá. Thế là mình đúng với đi. Nói như thế. Phát của cháu bia hỏi cho xé. Quá. Cú bé bắt tay kiểu lần cứ lần đến trước của cháu bao xé bao hiểu không? Cái này sáu cuốn rồi mình. Không bởi vì này. Ma chứ là bắt cả là của lớn con của đệ đấy. Cú là bắt mặt. Về về cùng nhau. Ồ. Nhiều nước thả cá vào thôi không sao anh, nhiều nước thì mình ăn nhiều nước. Cái là món gì thì sóc. Ủa món này ngon đấy nhỉ. Nhưng mà canh chú Kim cho nhiều lắm. Không sao anh, mình húp nước nó ngọt mà anh. Này cho ít thôi nó ngọt. Được rồi anh Pưng ơi, chứ anh cho đến bếp ga thế để nó bay hơi hết, nó cạn nước thì đến bao giờ anh. Thế là được rồi. Nhưng mà mấy bố này lại thích nữa. Thế về thăm anh Pưng cơ mới chịu. Cái này nó vui chứ. Bất cứ nào cái này nữa em Pưng đó. Bao lột rồi hả cái đó. Rồi do anh chứ. Ngon đấy. Tí cho thêm ớt với tỏi. Ít tỏi, ít xả chứ anh Pưng nhỉ. Đúng rồi.
cháy thành than rồi còn gì nữa. Vẫn ăn được, vẫn ăn được. Vẫn chấm được. Mình ăn ít cay thôi. Cay nhiều bị đau dạ dày đấy. Cái này là món gì nhỉ anh Bức nhỉ? Cái này là sóc canh hoa chuối. Sóc canh hoa chuối. Cho dễ hiểu. Sóc canh hoa chuối. Nhìn thấy đá bên ngon rồi đấy nhỉ? Toàn thấy hoa chuối, có thấy con sóc nào đâu. Vừa nãy Kim không chặn đầu nó để cho tôi xuống theo. Ăn ở tiếp vào liếm má bố quả thế nó chị như nhà hàng luôn anh Bưng nhỉ. Phải hàng trắng như thế. Em không ngờ anh Pân cũng biết làm cái món này nhỉ. Mày xem tuổi mày với tuổi anh cách nhau bao nhiêu năm. Dạ. Dạ. Công nhận anh Tại xứng đáng. À đây. Con lấy cái cốc sao nó bé bé thế. À kiểu thủy mất kết quả thì cái gì? Che vào bức che vào không? Thấy kết quả phản áo con. Bà sẽ đong sáng tay bơ biển. Kết quả là che với đâu? Bà sẽ đong sáng tay bơ biển đi cái này đó. Kết quả thì cũng ngon luôn. Mất kính ba có một cái thôi sao? Kết quả thì cũng ngon luôn. Ngon. Vậy xin phép mọi người đã. Em buồn. Bây giờ chúng Kim cho nhiều nước quá thôi. Để hai bát quá cho ăn đi. Vẫn tùm nhiều cho. Ngon anh. Mất tổ ổn để giảm nước bức keo đẩy, kiểu như thế nào gì nha. Ông tại vì mất tái tái đấy mà ăn kín nè. Tao kín tái tái rồi đây. Chứ ông muốn mà. Tiếp ông muốn mới sòng trái. Chứ bố của tính anh. Ở đây đó. Đem ngắm một cục trứng tè, cục trứng mới lệ nè. Hãy mì tè cùng nhận bốc phép của nó với ảo. Khang muốn đi ốc, bố cắp im biết cả này khang. Màu đeo lửa, màu đeo lửa, khơi mát thì mang cho chẳng. Và đang biết xem không phải con á. Sống côn sử đề. Qua đi trọng tài hết và tám khang của quá ông nghĩ. Bắn mít xẻ chứ gì. Của bác phải mít xẻ vào bây con. Cảm ơn bác mít xẻ. Các bạn đang hình như nó sai sai sao nhỉ. Ở đây đây đây. Không. Cái đây. Thằng kia là công viên à lá đi ăn rồi. Của bác xẻ mà mắn lá. Xẻ mắn. Chỉ là có cô nào có bị lùn. Đá rót ra. Không, cứ vừa rồi em mời riêng anh mà. Không, thằng này này. Đã ăn rồi. Dạ. Okay, thì mọi người không rót cho em mà. Đây em rót. Mất khẩu như nữa ông ạ. Vâng, đã rồi, xẻ không có ăn đi. Ăn cái này TP Link này á. 1-4, 1-4 xong. Ăn im đây mà. Cái này à? Đó. Im cái gì tôi không hỏi anh Bưng đi. 1-4. Im cái gì? Tao bảo mày im cơ mà tao nói mày không? 1-4, 1-4 bưng. 1-4 nhân 1-4. Chứ đây. Chứ đá không nên xếp à? Ăn cái thảm lá thế hả? Đây bạn ơi, ok luôn bạn ơi. Đây ok uy tín luôn bạn ơi. Khá đấy các bạn bạn tớ. Cho anh nữa. Ok anh đây, có anh gần đây rồi. Mình cứ tưởng mỗi mình hỏi thôi chứ. Hỏi đâu, lúc đầu tớ thấy túi ở đấy, tưởng đang băng trưng bày. Thì tớ mới mạnh dạn thì tớ mới tìm cái khay này.